Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thầy Ezzy đây và chúng ta hôm nay sẽ chơi một cái tựa game mới. Tựa game này mang tên là Stickman vs Zombie, người què tiêu diệt thây ma nha anh em. Tựa game này có vẻ khá là hay nên mình sẽ chơi thử xem nào. Cho cả phải đăng nhập vào tài khoản à. Vậy lều cái này như để sẽ giữ chúng ta cái phần lưu anh em ạ, cũng được. Ok và có cả tiếng Việt luôn anh em ơi. Nói chung là cũng khá là ổn đấy chứ. Xôi, đơn giản. Ui, anh cảnh sát. Ui, anh cảnh sát zombie này. Cuộc chiến bắt đầu, mình có thể nhảy lên thôi anh em. Ấn nút tấn công để đấm nó xuống, để nó đấm. Úi xôi, có thể sút được anh em ạ. Lên. Ok. Ui, nhận được một quả truy đấy. Ui. Để nó xuống ạ. Một nhát này, mình đã không bị mất máu anh em ơi. Ok, lên nào. Nhấn màu xanh để nâng cấp thiết bị của bạn. Nâng cấp á? Nâng cấp kiểu gì đây? Mình có tiền. Mình chỉ có 10 đồng thôi sao nâng cấp được? Đùa nhau. Nâng cấp cái gì? Ưu đãi. Tôi 7 game này anh em. Rồi ok. Té nhá, tôi sẽ đi tấn công bọn này. Ui, súng này. Nice. Chúng ta có đổi giữa súng và anh em ạ. Chúng ta có 6 viên đạn thôi. Rồi, mình nghĩ mình sẽ dùng cái này. Mình có một tí máu anh em ạ. Ok, triple kill, lên. Ném lựu đạn. Ok, chúng ta có ném lựu đạn này. Double kill luôn. Cho nó chết bớt đi đã. Xong rồi mình đi xuống anh em ạ. Hết luôn rồi. Khẩu súng thì cũng ấy thôi. My god, tí đài nha. Rồi, chúng ta đã xong được cái màn 1 đấy anh em ơi. Cái này có cả cốt truyện cả. Hay nhỉ. Thật sự khá là hay. Đặt cấp 10 để vào cái phần này. Rồi anh em ơi, chúng ta sẽ ui, thế giới như có vẻ đẹp ta. Đi đâu đây? Chúng ta đi đâu đây anh em? Lời nói đầu, những ngọn đồi xanh. Vấn đề cái game này có cả cốt truyện luôn anh em ạ. Hay thật sự luôn. Chơi nào. Wow. Bạn có mua chắc là mua lái xe chứ. Ui, chúng ta có quả xe anh em ạ. Khủng vãi lều. Bắn nhau zombie. Ui, rồi, xe đỉnh vãi lều. TNT, double kill. Còn có thể ném bom nữa chứ. Ảo thật đấy. Chúng ta có bị mất máu của cái xe không anh em? Mình cũng không biết là có bị mất máu của cái xe không nữa đây. Kệ đi. Cán quá. Vãi lều luôn, xe xịn thật sự luôn. Ok. Vừa mới màn 1 thôi mà tôi đã được sử dụng xe rồi. Ý, nhảy lên. Cái gì đây anh em? Muốn chết hay là muốn sống? Nhà khoa học đi đã tạo ra. Lấy bao nhiêu thủy thích á? Chúng ta lấy cái gì đây? Lấy cái này trước này. Và muốn lấy mấy cái này thì ta phải xem quảng cáo. Không cần đâu. Nâng cấp không? Nâng cấp cái Stickman mình lên á. Mình nghĩ nâng cấp Stickman là hợp lý nhất anh em ạ. Thì nó khỏe hơn đấy. Tội gì phải nâng mấy cái vớ vã vẩn kia đúng không? Đấy, xong. Chưa chỉ có 8 viên đạn thôi. Nhờn. Ok. Xôi, nhớ được sao luôn anh em ạ. Ấy, bổ nó nào. Bổ. Double kill. Vũ khí nó cũng có thể hỏng rồi anh em nhá. Không phải là vũ khí nó gọi là quá xịn đâu. Thật sự là vũ khí lúc nào cũng có cái cơ hội nó hỏng được ấy. Nên chúng ta phải rất là cẩn thận. Từ từ mình xem có cái tiếng thì mình đang bật hay không. Không lại tèo em. Máy quá không có tiếng gì đang bật cả. Rồi, úi cái gì ấy? Vàng. 65 vàng. Nhờn. Úi giời, nó đánh mất máu anh em ạ. Không phải là vô địch thiên hạ đâu nha. Vàng, ok. Chiến nào. Chiến. Xôi.
Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Bổ, bổ, bổ mày này, tao có quả súng này cưng. Ok, bây giờ nhảy lên kiểu gì? Phải ăn sao chứ đúng không? Chắc chắn là phải ăn sao rồi, không ăn sao không được. Cầm vũ khí này tôi đã tìm thấy trong bụi cây. Ui, khẩu súng mới anh em ạ, vũ khí mới được mở khóa SMG, khá đẹp. Làm sao mà có thể vào được cái tàu bay này? Ảo nhỉ. Ảo thế. Ui, SMG khỏe thật. Thật sự khẩu SMG này khỏe. Cái gì ấy? Bị hỏng à? Rồi, 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 rồi. Anh bạn ơi. Đúng lắm anh em ạ. Ui, trời ơi. Có đạn thì cứ bắn thôi. Trời ơi, nó khỏe lắm ấy. Tôi đang cố gắng hết sức để có thể qua được cái map này. Qua chưa có boss đâu. Ui ôi, hàng nghìn con zombie anh em ạ, nhìn xem. Nhìn được sao xem. Ơi trời. Chết đấy, ôi chết rồi. Không biết được sao rồi. Bonus arena. Chuẩn được một khẩu bazooka này. Hãi lều luôn. Lấy bao nhiêu. Chết rồi. Nồi gì vậy nhỉ? Thật sự là khó hiểu luôn đấy. Tôi không biết nó lấy cái gì luôn. Rồi, lấy bao nhiêu tùy thích. Mình nhớ mình có khẩu bazooka cơ mà. Đánh bại zombie để lấy huy chương à? Nâng cấp đi anh em. Mình vẫn nâng cấp cho cái nhân vật chính của mình thôi. Thử thách này, nhận thưởng này. Thêm một tí. Cái máu này mình hồi thế nào nhỉ? Mình cũng chưa biết là hồi cái máu này kiểu gì đây. Ây, chà chà. Đừng để nó vào gần anh em nhá. Ây à. Ây à. Con zombie kinh nhá. Con zombie ghê vậy. Zombie sợ vãi lều luôn. Thật sự là sợ vãi lều. Ảo nhé. Đây, ăn sao, ăn sao. À, chạy nhanh. Vãi lều, ok. Lấy súng, lấy đồ. Không lấy đồ luôn. Úi xời ơi. Ô. Phía trên còn một con zombie nữa anh em ạ. Chúng ta phải tiêu diệt tất cả zombie. Ây à. Rồi, chúng ta đã qua được màn rồi anh em. Và giờ thì chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhá. Bye bye. God of Bugs. Game này mình chơi rồi. Chơi quá nhiều rồi.